Ngày 15 tháng 7, Ban chấp hành Đoàn Hội đồng đội phường Sương Giang đã tổ chức Ngày hội Thiếu nhi với chủ đề Mùa hè vui khỏe, năng động, sáng tạo năm 2023. Tới dự có đồng chí Lương Văn Huy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Bí thư thành đoàn, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, thành viên Ban chỉ đạo hè của phường. Đại diện các tổ dân phố cùng hơn 300 em đội viên đến từ 9 chi đội ở các tổ dân phố trên địa bàn phường. Trong thời gian qua, công tác đội trên địa bàn phường luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm đẩy mạnh toàn diện. Ngày hội là điều kiện thuận lợi để các em thiếu niên nhi đồng được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động đội tại các tổ dân phố. Đây còn là sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi trong dịp hè và cũng là dịp để động viên khích lệ những chi đội mạnh, có nhiều thành tích, đồng thời cũng củng cố nâng cao chất lượng hoạt động đội trên toàn địa bàn. Tại ngày hội, sau diễn văn khai mạc, lãnh đạo địa phương đã trao các phần quà ý nghĩa và trao cờ lưu niệm cho 9 chi đội tham gia ngày hội và các đội trình diễn hai màn dân vũ được tập luyện công phu trong dịp hè vừa qua.